Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh khứ tập 394. Các bạn có thể nghe lại các tập trước đây bằng cách truy cập theo đường link danh sách phát Tuấn Anh đã ghi trong phần bình luận dưới video này nhé. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ vũ thượng đầu tiên ngây ra, sau đó giật mình bởi vì ông đã nhìn thấy móng vuốt lớn của một con thú khổng lồ màu đen khi còn ở chiến trường Tam Phương. Tiền bối, có chuyện gì vậy? Ta ở đây. Vô thượng lên tiếng, sau hơn nữa còn chặn tử loan và quân đà ở phía sau, một mình đối mặt. Đứa trẻ, người chịu khổ nhiều rồi. Cậu hoàng thông qua khen nứt, lộ ra con mắt chó khổng lồ to gấp nhiều lần hồ nước đỏ bưng. Hơn nữa còn có một chất lỏng nóng ấm gần như lăn xuống Vũ Thượng đã bao nhiêu tuổi Dùng vạn năm để tính Kết quả hiện tại đã được gọi là đứa trẻ khiến ông ta không nói nên lời ầm uhm, đung Trong phút chốc long trở đỡ đất Móng vuốt chó đen đầy lông trở nên yên tĩnh lại Cùng với Ba người Vũ Thượng mang đi Trong nháy mắt trở về chiến trường lưỡng giới Khi nhìn thấy Tại hiện trường có thêm ba người Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn đến, ở đây lại có hậu duệ của thiên đế thật kia. Trong chốc lát, tất cả các phương đều chú ý, sau cùng tất cả ánh mắt đều tập trung vào phụ thượng. Sở phong thở ra một hơi, cuối cùng cũng không có chuyện bất ngờ xảy ra. Sau khi nói tọa độ cho cậu Hoàng, thì nó lập tức đón người qua đây. Từ chất không tồi, nhưng sao chỉ đã sinh vật tiến hóa ở tầng hỗn nguyên chứ? Cậu Hoàng thi thầm. Cái gọi là hỗn nguyên là sinh vật cấp đại năng trong trần gian. Đại năng lại bị ghét bỏ khiến vô số người im lặng ngậm miệng cảm xúc lăm sóc chịu nổi đại năng lại bị một con chó khinh thường không xem ra gì chỉ đang nghĩ đến thân phận của con chó này mọi người đều ngừng nói không tranh cãi gì cả vũ thượng nhếch miệng cười cảm giác trong miệng đáng chát ông có thể trở thành đại năng là vì sở phong cho ông hồn dược kéo dài sinh mệnh nếu không có chuyện này thì ông đã chôn vùi bản thân chết ở cảnh giới thiên tôn trong u ám và mất mát rồi xác thối nhìn nhìn giọng nói lạnh lẽo cơ thể hắn có vấn đề đã từng bị đánh vào phủ văn thời quang bị hao mòn và giam cầm một phần bản nguyên không cần phải nói đây chính là trò của nguyên tộc các người đúng không ta nói ngay mà hậu duệ của thiên đế sao có thể kém như vậy được đôi mắt của cậu hoàng đỏ hoe vừa giận vừa buồn sau đó nhìn chằm chằm vào người của nguyên tộc mà trong hư không sắp bóng người như tia chớp màu đen khiêng quan tài làm chấn động đám tiên vương vực ngoại trên bầu trời cả người chán sống hết rồi sao cầu hoàng cầm lên lúc này nó thật sự tự trách sao có thể để hậu duệ của thiên đế rơi vào tình cảnh như vậy chứ cả người có biết tổ thượng của bọn họ là ai không nó gầm lên phát tiết giận dữ và bất mãn ở trong lòng tam thiên đế sáng chói cỡ nào chiếu rọi muôn đời sau khi chiến đấu với ngọn nguồn quỷ dị thì đám người thiên đình giải tán ngay cả đời sau cũng rơi vào tình cảnh thê đường đến như vậy cầu hoàng đã già nghĩ đến sự hào hùng năm đó nghĩ đến ngày tháng hành khúc sao động bọn họ quét ngang chư thiên lại nghĩ đến kết cục cuối cùng của tam thiên đế và đám lão huynh đệ bọn họ nó lập tức tiết gào liên tục đạo hậu bớt giận tiểu bối trong tộc không biết trời cao đất dày muốn thăm dò thế pháp nên đã làm ra chuyện xài sót, xin lượng thứ cho. Trên bầu trời, Tự đồng nguyên tộc từng vươn bàn tay to màu tím vàng ra. Rõ ràng là một tên tiên vương chân chính, bây giờ để hạ thấp tư thế, thì thầm nhẹ giọng ở nơi đây. Cút đi thằng kia. Cầu Hoàng lập tức giận dữ. Huyết mạch của vũ thượng rơi vào tình cảnh nào rồi, còn mới được khoang dung à? Cạch! Trong phút chốc, quan tài đồng run rẩy kịch liệt, Đồng quan tài khổng lồ bay lên lao thẳng ra khỏi bầu trời bộc phát ra ánh sáng chói mắt và lạnh lẽo đây là đế quan lần trước lúc đại chiến hồn hà nó đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn hiện ra bóng dáng của một trong tam thiên đế tham gia vào trận đại chiến có một không hai đó hơn nữa còn hiếm thế cuối cùng bóng của đế biến mất nhưng quan tài vẫn còn cầu hoàng và xác thối còn có nam tử đầu trọc cưỡi quan tài rời đi Hiện tại cầu hoàng tức giận Nó cảm thấy đám thước tộc tứ kiếp Nguyên tộc thấy nó giả đua Khi huyết khổ cạn sẽ chết trong năm tháng Bởi vậy bất kính với tiên đế Làm nhục đời sau Vì vậy nó trực tiếp không màng đến cái giá Hiến thế quan tài Quan tài này vừa xuất hiện Tất cả chân tiên và sinh tinh cứu cực Đều có sắc mặt tái nhợt Run rẩy Rất nhiều người ngã xuống mặt đất Hoàn toàn không chịu đựng được Dù đã tiên vương của vực ngoại cũng đều thiếu huyết sắc dường như muốn nghe ngóng rồi chuồn đi nhưng cơ thể lại không chịu sự khống chế của bọn họ ký ức của mấy cổ táo mấy truyền thuyết huy hoàng trực tiếp hiện lên trong lòng của bọn họ tương truyền quan tài này thành tựu thiên đế tạo ra người vô địch cho thế gian là phật thành đạo dù kinh nguyên thay đổi năm tháng trôi qua sinh vật tiên hóa tầng chân tiên trở lên sẽ không ai không biết thiên đế này nghĩ đến uy danh vô địch đó Sao không sợ hãi cho được Thậm chí có lời đồn đại Ông luôn nằm trong đế quan dưỡng thương Một khi ông ta hiện thế gian Thì có thể giết chết sinh vật trí cao Cường giả như thế nào Mới có thể giết chết trí cao Chỉ có cuối trí cao Đi đến cực điểm của tầng đó Bởi vậy Lục tấm quan tài bằng đồng sông thẳng lên trời Tức tộc tứ kiếp quyết đoán chạy thoát Tránh đợt sóng xung kích lần này Không muốn quay đầu lại chứ đừng nói là lần nữa chủ động gây hỏa tiên vương của nguyên tộc cũng tránh đi hắn không dám đối chiến với tấm quan tài bằng đồng xanh đó cầu hoàng giận dự quát ngươi dám chạy ta không tin ngươi có thể rời khỏi chư thiên không cho buồn hoàng đập nát hôm nay lên trời xuống đất cũng phải đuổi giết ngươi mọi người không nói gì chủ này quá cường thế rồi người khác muốn tránh cũng không được chỉ đã suy nghĩ kỹ lại chút ân oán bên trong cùng với lai lịch của cậu Hoàng. Mọi người cũng thừa nhận nó quả thật có sức mạnh. Chỉ đã trung quy, nó cũng đã già rồi, suy yếu rồi, rất có khả năng sắp chết. Mọi người cho rằng tâm nó dũng mãnh, nhưng chưa chắc có thể hành động được. Nằm ngoài dự liệu, tiên vương của nguyên tộc không tránh né, mà đứng ngay tại chỗ tỉnh táo mở miệng nói. Nguyên tộc quả thật có người làm chuyện sai bất kính với thiên đế quá khứ vạn cổ hào quang sáng chói đó mấy người của tộc ta sẽ mặc cho đời sau thiên đế trách phạt còn ta cũng là quản giáo không nghiêm lúc này cũng xin nhận lỗi sau đó hắn vô cùng quả quyết tự chặt một tay máu tiền vừng trói mắt phóng thích ra sức mạnh to lớn mênh mông nhưng lại nhanh chóng thủ liễm một cánh tay rơi xuống hướng về phía trần gian hắn lại dứt khoát đưa một tay lên. Ngay cả cầu hoàng và xác thối đều ngây ra, hơi bất ngờ. Nhưng rất nhanh cầu hoàng khó chịu, lạnh giọng nói. Người đây đã lấy lùi lâm tiến à? Cho ai xem vậy? Đang tỏ vẻ các người coi trọng sao? Quá dối trá. Nó cũng dứt khoát, tỏ ra một móng vuốt lớn, nắm lấy tấm quan tài đồng xanh, trực tiếp dựng lên nói. Đã nói rồi, ta tự nện thì sẽ tự nện. Binh! nó đập tấm quan tài xuống cánh tay của tiên vương huyết quang phẳng khắp nơi lại bốc cháy một kích thành tro đừng có mà giả bộ nhận tội các người như thế nào bồn hoàng rất rõ đấy cầu hoàng lạnh giọng quát sau đó nó nhìn xuống phía dưới không thèm để ý đến tiên vương nguyên tộc nữa mà nhìn chăm chăm vào thủ phạm sinh linh cấp đại vũ hôi thối nguyên thành cùng với cứu cực giả nguyên luân lúc này vũ thượng rung động không nói nên lời Tiên Phương đều bị thú lớn màu đen này đập nát một cánh tay sao? Đây là đang xả giận cho ông, đòi lời giải thích sao? Vũ Thượng lập tức đỏ mắt, giọt nước mắt giả suýt chút nữa thì chảy xuống. Yêu yêu vọt đến đầu tiên, nàng hơi run rẩy. Huyền tổ, đứa trẻ ngoan, ngươi là yêu yêu à? Vũ Thượng kích động, vui sướng, thương cảm, cơ thể đều phát run. Không ngờ lúc tuổi già thê đương lại gặp được hậu duệ, máu thiên đế không tuyệt. Cho dù ông chết đi thì cũng yên lòng rồi Sở phong thật lòng cảm thấy vui cho họ Hắn lặng lẽ đứng bên cạnh Âm thầm cầm bình đá đề phòng Hắn sợ con người chó cùng rất dậu ra tay Tốt 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 Thì cho đứa trẻ người cũng là hậu duệ của thiền đế Cầu hoàng gầm nhẹ Xác thối thì trực tiếp xông qua Sát khi trên mặt thù liễm lại Hiếm khi lộ ra nụ cười Còn khó coi hơn cả khóc Cố nhân có hậu duệ Ta rất vui mừng, buồn được tâm sự rồi. Sắc thối thở dài, cả người đều lăn hết qua đây cho ta. Cậu hoàng tức giận, thọ ra móng vuốt chó lớn. Tùy lồng mau đều đã trụng sạch, nhưng móng vuốt vẫn rất sắc bén. Phụt hai tiếng, đại vũ hồi thối của nguyên tộc và cứu cực giả đều bị đưa đến trước mặt xuyên qua móng vuốt chó lớn. Trong quá trình này, đất trời yên tĩnh, không một ai ngăn cản. Ngay cả tiên vương của Phật ngoại đều không dám mở miệng. Ngay cả hậu duệ của thiên đế, các người cũng dám ra tay hại chết. Cầu hoàng phung móng vuốt, hất văng nguyên thành và nguyên luân, đau đớn không ngừng, máu rời vãi hư không. Đây là cái kết khi cầu hoàng chưa ra đòn nặng. Nếu không sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi, nó không muốn để bọn họ thoải mái đi. Móng vuốt của nó lại vỗ qua một bên đó. Hai đại cường giả trực tiếp đứt gãy Bốn khúc cơ thể ngang trời Nhưng vẫn chưa chết Cơ thể tàn phế Máu chảy đầm đìa Tổ thượng của các ngươi Không ai có thể địch được Cầu hoàng trật quay đầu Nhìn về phía yêu yêu và vũ thượng Trong đôi mắt giả đua Có một luồng sáng hừng hực nở rộ Dường như nó lại trở về thời kỳ đó Đồng hành với thiên đế Nằm tháng rực rỡ Đi chinh chiến trước giờ chưa từng có Hắn chỉ dựa vào hai nắm đấm đã có thể đánh khắp chư thiên không có địch thủ. Ánh mắt của cầu hoàng càng sáng lạng, không còn đục ngầu. Sau đó, nó lại vỗ một trường về phía nguyên thành và nguyên luân, khiến cơ thể bọn họ rách rưới, máu chảy đầm địa, ngã xuống mặt đất. Dựa vào bọn đạo trích các ngươi cũng dám ức hiếp hậu duệ thiệt đế sao? Cầu hoàng gào rú lên. Cả người không dùng uy danh của tổ thượng à? Cầu hoàng nói nhỏ với yêu yêu cùng cảnh giới ta chưa từng có kẻ địch trình giới phạt trên vượt cảnh giới cũng đánh bại phủ số yêu yêu vô cùng tự tin đáp tốt cậu hoàng nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên hơn nữa còn không ngừng sáng chói liên tục gật đầu đồng thời nói lần nữa vỗ nguyên thành và quyền luân đến kêu thảm cơ thể sắp bị đánh thành thịt vụn sau đó cậu hoàng trịnh trọng mở miệng nói với yêu yêu tổ thượng của ngươi họ diệp vừa nói ra câu này hỗn độn phòng trời xé rách đất trời thần âm đại đạo chấn động chư thiên trong lúc mơ hồ trong quan tài đồng xanh hiện hiện một bóng dáng mơ hồ có thể thấy hắn có mái tóc đen rối tung ánh mắt như điện bước đi từng bước giống như dòng sông lịch sử đang ép gần hiện thế ầm đùng khi bức ảnh của bóng dáng mơ hồ tăng vọt xông thẳng lên vực ngoại xuyên qua chư thiên trong chiến trường lưỡng giới Thì ra còn có bất tường và quỷ dị Nhưng hiện tại toàn bộ đều kêu thảm Đầu tiên là nổ tung Bị ký tức đế giả khó hiểu đó mài mòn đến sạch sẽ Rắc rắc Lão giả đang dùng hoạt ở phương xa Mang theo pháp chỉ trí cao đến từ trời xanh chợt trung động phát hiện pháp chỉ trên thân ông Dường như phát ra tiếng nứt Tiếng vỡ nát Truyền ra từ pháp chỉ trí cao đến từ trời xanh thân thể của sứ giả gầy gò cứng ngắc, lông tóc toàn thân dựng đứng, thực sự không thể tin được cảm giác của mình. Đây là thật sao? Đó chính là pháp trị ấn tỷ của thủy tổ mạch này của bọn họ. Đánh khắp trên trời dưới đất cũng không có ai là đối thủ, không thể đo lường được, không thể tìm hiểu nguồn gốc, không có ai biết thứ này đến cùng có lai lịch gì. Chữ viết đó quá khủng bố, có thể giết vạn sinh linh, có thể nghịch chuyển vạn cổ chư thiên, nhưng lúc này lại nứt ra giờ đây sứ giả đã hiểu rõ thậm chí cảm ứng được thiên địa này đã có một tồn tại vô địch xuất hiện giống như là vừa sống lại từ những năm tháng thời hoang cổ người này quá cường đại vượt mọi trông gai trong thiên địa đại đạo mở ra con đường đi về phía trước vượt qua mấy kỷ nguyên bước ra từ thời không cổ xưa một vị thiền đế sứ giả khiếp sợ sau đó hắn không chịu nổi nữa lạnh run cầm cập quỳ rạp xuống đất. Bởi vì ánh mắt của người đó hướng về pháp chỉ mà hắn đang đeo trên lưng. Pháp chỉ vỡ nát, gây ra sự chú ý của người đó. Nhưng cũng chỉ có thế. Sau khi pháp chỉ vỡ vụn, người đó xoay người, rời đi xa. Sơn buồn gặp tràn khắp nơi, hắn như thể là đang trường tồn mãi mãi trong lịch sử cổ xưa. Nhưng trong khoảnh khắc, thân hình của hắn lại phai nhạt, dần dần hóa thành khí, sắp biến mất khỏi thế gian trong chiến trường dị giới, cảm nhận của mọi người càng rõ ràng. Đối mặt với sức mạnh to lớn, sự tồn tại trí cường có có thể hình dung khiến cho linh hồn của mọi người đều run sợ. Xung quanh tất cả mọi người đều hiện ra đạo văn là quy tắc mà bản thân bọn họ đã nắm giữ và lĩnh ngộ. Mảnh vỡ đại đạo đang cộng hưởng, đang thần phục, đang cúi đầu đối với người kia. Nhất là thiên ngoại, bất luận là nguyên tộc hay là tứ kiếp thước rồi cả các vị tiên vương đều cũng bị hủ chết. Sao lại có một vị thiên đế chân chính xuất hiện? Tiên vương nguyên tộc đã quỳ xuống từ lâu, không ngừng dập đầu. Các nhóm tứ kiếp tước cũng đang run rẩy quỳ bái, cảm giác sợ hãi ngập tràn từ sâu trong nội tâm. Bọn họ khó có thể tin được lại có một vị thiên đế vượt qua dòng sông thời gian, vượt qua thời không cổ xưa để đi đến hiện tại. May mắn là lúc trước bọn họ đã nhận tội, không đối địch sinh tử với cậu hoàng nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ là thân hình kia rõ ràng không để ý gì đến bọn họ hiện tại ngay cả cậu hoàng xác thối có quen biết với người kia nhưng bởi vì đạo sinh ra cộng hưởng cấp độ sinh mệnh bất đồng nên thân thể bọn họ cũng phát run còn may là dù người kia là ảo ảnh thôi không phải chân thân nhưng vẫn nhớ đến bọn họ nhẹ nhàng gật đầu cuối cùng nhìn về phía cầu hoàng đang trông chừng và chiếu cố đế thi rồi thở dài. Thân hình hắn càng phai nhạt như muốn tan biến trong gió, muốn quay về thời gian lịch sử cổ xưa. Lão Diệp, người là người hay là quỷ, hôm nay đang thế nào, ở phước trời nào rồi? xác thối hô to vô cùng cấp bách. Thân hình kia không trả lời, càng ngày càng mơ hồ nhưng không biến mất hoàn toàn, mà như là đại đạo không chỗ nào không có, ngày hôm đó rất nhiều di tích cổ xưa đều chứng kiến sự xuất hiện của hắn đó là nơi cổ địa hắn từng dừng chân cất chứa chuyện cũ của hắn cũng còn nơi đánh dấu công tích vĩ đại ngày xưa của hắn đôi mắt giả nua vẩn đục của cầu hoàng rưng rưng run rẩy muốn gào thét đuổi theo thì những cuối cùng cựu đạo nhất ngăn cản đó lắc đầu đây là đại đạo hiền lộ ra hình chiếu không phải hắn chân chính đuổi theo cũng vô dụng sau đó mọi người chứng kiến cảnh đế ảnh tiêu tán, mang theo lực lượng bàng bạc, hóa thành một làn xương trắng bốc hơi trong dương gian. Thế nhưng trong lòng vài người lại chấn động kịch liệt, cảm ứng được điều gì đó. Nhất là cầu Hoàng, hai mắt mở to, hận không thể lập tức đuổi theo xuống dưới, bởi vì nó cảm ứng được tọa độ người kia là tiểu âm gian. Lục trước thiền đế từng tới từ vùng địa phương này, sinh ra ở chỗ đó đây là chấp niệm sao đây là sau khi hắn đến cuối đường cuối cùng quay về hình nhìn lại sao xác thối nói nhỏ lầm bầm thiên đế trở về cố hương nước mắt cầu hoàng tuân đầy mặt với vì nó biết rõ là cố hương của thiên đế nơi đó thân hình kia đi tới tinh không tiểu âm gian nhìn về địa cầu rất xa xa cuối cùng cũng không tới gần tuy hắn ra đời tại nơi đây nhưng rời đi quá lâu hết thảy đều đã thay đổi. Hắn không thể đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi ư? Cầu hoàng lúc ấy sợ hãi, bằng không vì sao lại muốn trở về quê cũ? Đây là muốn nhìn lại lần cuối rồi sao? Nghĩ tới những điều này, nó sợ run, trong lòng hiện lên một sự sợ hãi khủng khiếp. Không biết hắn sao có thể xảy ra chuyện được? Lần trước còn lộ ra hình chiếu, lại chiến với hồn hà cơ mà. Người không được ăn nói bậy bạ, dọa người. Sạc thối rất nghiêm túc Thế nhưng đội tâm của hắn cũng rất sợ Có cảm giác mất mát lớn lao Có cảm giác không dứt bỏ được Giống như cuộc đời này không có ngày gặp lại Thiên đế thật sự xảy ra chuyện rồi sao Hay là hắn đến một vùng đất tai ương Không về được Dù sạp sác thối và cầu hoàng đều biết Thiên đế dưỡng thường phổ xuống năm tháng Trong quan tài Nhưng cuối cùng quan tài lại trống rỗng Để lại cho bọn họ Những năm nay đã xảy ra chuyện gì. Lần trước, cầu hoàng và xác thối rất có lòng tin, cảm thấy thiên đế đột phá rồi sẽ có ngày gặp nhau. Thậm chí cách không đối thoại, nhưng bây giờ vì cái gì mà cảm thấy không thể có tiếp tục trở về. Đây là vì cái gì, vì cái gì? Cựu đạo nhất lúc đó cũng tự nói, tự đặt câu hỏi, có quá nhiều điều khó hiểu. Cái người bàn làm cho ông ngưỡng mộ Dùng kính kia, vì cái gì mà không trở về nữa, ngay cả dấu vết trong lịch sử dường như đều biến mất cả rồi. Đến một bước đó, lẽ nào không có đường quay về, không thể lựa chọn sao? Hắn chẳng lẽ cũng sẽ trở thành sự tồn tại giống như vị kia, đi khắp cổ kim lịch sử cũng không tìm được thân hình của hắn. Có lẽ chưa từng có một người như vậy ư? Ừ. Cầu Hoàng phát run, thân thể già yếu không ngừng run rẩy. Đây là thời đại mà nó và cầu đạo nhất từng nói qua lúc tranh chấp hôm nay cũng sắp rơi lên người thiên đế mà nó đi theo sao? Biến cố như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra ngoài ý muốn hay là vĩnh viễn không có đường về? Nếu như cuối cùng ngươi biến mất trong lòng chúng ta, nói như vậy thì coi như là mất rồi sao? Hoặc là nói thực tế, người đã vĩnh viễn yên lặng, trần chính chết đi ư? Cầu Hoàng ghi ngợi lung tung, nó thực sự sợ hãi. Không có việc gì, cuối cùng hắn sẽ trở về. Sắc thối an ủi nói Thật ra bất luận là hắn, cầu hoàng hay là cửu đạo nhất Đều đầy sự khó hiểu và sợ hãi đối với loại lĩnh vực này Vậy con đường cuối cùng ra sao? Vì cái gì không bao giờ xuất hiện nữa Giống như cuộc đời này đều không thể trở về Ừ, xảy ra chuyện rồi Cầu đạo nhất sờn hết cả gai ốc Trong tinh không tiểu âm gian Thân hình mơ hồ của thiên đế bỗng bành trướng Và phát ra năng lượng mênh mông vượt thời gian còn mắt của hắn dựng ngược giống như thái dương rực cháy vô cùng sáng chói hắn nhìn chằm chằm vào cố hương nhìn về phía địa cầu từ năm đó đi quay người rời đi hắn gần như không có đặt chân trở về hiện tại hắn phát hiện vấn đề có người đang suy diễn nơi này Các địa cầu đều ở trong luân hồi đều đang thay đổi thời gian đang bị cuốn vào trong một vòng tròn quái dị hắn động thủ lần đầu tiên tiến ra tung trong một kích mạnh như vậy. Trong nháy mắt, hắn phá vỡ một tầng màn trời vô hình ở bên ngoài địa cầu. Có một tầng đại đạo trí cao đột nhiên rung động, sau đó màn sáng vỡ vụn một cách im hơi lặng tiếng. Chuyện xảy ra không hề thương tổn đến bất luận sinh kinh gì trên mặt đất, thậm chí cũng không có ai phát hiện. Thế nhưng lực lượng một kích này cũng đang nghịch chuyển thời gian, vượt qua năm tháng, xuyên thấu cái vòng luẩn quần giam cầm địa cầu pha vỡ luân hồi lực trùng kích hướng đến một vùng đất bí ẩn oanh vùng đất xa xôi bộc phát một luồng sức mạnh khủng bố khó lường con người phát ra tiếng kêu đau đớn khiến thiên địa đại đạo rung động kịch liệt con người bị đánh trúng rồi người này cũng không ở trong hiện thế mà dường như là ở ba ba tầng thiên ngoại cách xa nhiều đời toàn thân được thời gian gột rửa được tháng năm tẩy lễ trở thành một tồn tại nào đó ở đồng nguồn tiến hóa. Lúc này, hắn đã trúng bột kích của thiên đế. Hơn đưa thiên đế chưa hề thu tay mà lại động thủ một lần nữa, lập tức sử dụng chiêu thức mà năm đó đánh khắp thiên hạ không đối thủ, đế quyền, tấn công về phía thân hình mơ hồ kia. Thời gian hỗn loạn, toàn bộ lịch sử cổ xưa đều đổ vang, chư thiên đều lung tay sắp sụp đổ. Nếu sụp đổ rồi thì không tồn tại được nữa cảnh tượng thế này làm người ta sợ hãi quá thiên đế xuất kích đang đánh đến tận cùng của con đường tiến hóa hoặc có thể nói là vùng đất khởi nguyên của một sinh linh khủng bố nào đó cái đó là cái gì bất luận là cầu đạo nhất hay là cầu hoàng đều có cảm giác rung động về phần sở phong thì lại càng run sợ hơn hắn cảm thấy khó hiểu đến tột cùng thì kẻ nào đang suy diễn địa cầu không ngừng tái hiện một đoạn lịch sử nào đó tạo thành một vòng luân hồi. Độc thủ vô hình vẫn luôn được sở phong kiên rẻ không thôi, không dám trở về tiểu âm gian, hiện tại lại xuất hiện chuyển cơ. Thiên đế giáng lâm, đánh tan tầng sương bù dày đặc kia sao? Đánh tan sương bổ nhanh đón dòng sông thời gian trùng điệp cọ rửa. Tân hình to lớn cao ngạo của thiên đế giá lâm nhiều thời đại, bước vào vùng không gian khó lượng. Một quyển đánh ra, thiên đế xuyên qua cổ kim sẽ trách phản giới chư thiên đi tới vùng đất kỳ diệu hướng tới sinh vật thần bí kia hắn như đã vượt qua khắp lịch sử cổ xưa bước từ quá khứ đến bờ tương lai bên kia chân chính siêu thoát đối mặt với sinh vật kỳ diệu không thể tưởng tượng theo lẽ thường lực lượng thiên đế quyền có một không hai trong thiên địa đánh tan ánh sáng thời gian quấy loạn dòng sông năm tháng cổ kim trung chuyển nhiều thời đại cả trời xanh như thể cũng bị dao động rơi rụng Quyền ấn của vị kia chiếu sáng quá khứ đến tương lai vô cùng bá đạo là quyền ấn vô địch chân chính. Lúc này trong phản giới chư thiên tất cả mọi người đều run rẩy rất nhiều lão quái vật từng sống qua không biết bao nhiêu thời đại cũng đều rét lạnh nhịn không được quỳ xuống đất cuối cùng đến cả chân tiên cũng phát run sắc mặt trắng bệch nhiều người hai chân như đũn ra là hắn vị thiên đế sau thời cuối đường thiên đạo hắn vừa vượt qua muôn đời sống lại từ thời đại hoang cổ bước ra từ lịch sử cổ xưa nhất một số người kích động đến đời nói còn không liền mạch đến cả các lão quái vật tổng cổ tổ cũng run run nơm nớp lo sợ ngày hôm nay không ngờ lại được nhìn thấy thiên đế chuyện này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của thế nhân khiến cho ai ai cũng cực kỳ chấn động linh hồn cùng thân thể đều rung chuyển cường giả đỉnh cao cũng kính sợ lạnh mình quyền ấn của thiền đế vô song cái thế đánh tan mọi vật cản thành ngầm ấy đình tài nhức óc là tiếng rung động là lời thì thầm của thiên địa là âm thanh yết kiến thần phục của chư thiên đối với vị đế giả kia vạn giới triều bái một người oanh âm âm trong vạn giới chư thiên đều có thân hình của người kia chân nhiếp dình đình nhiều đời cổ kim kia không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Đế Quyền vô địch, ngay cả khi đối mặt với một tồn tại không thể tưởng tượng nổi thì nó vẫn bá đạo tuyệt luân như vậy. Thiên Đế Quyền đánh cho thân hình kia đến mức mơ hồ, như là sắp phai mờ trong thế gian. Tất cả mọi người kinh sợ, đó chắc chắn là tồn tại muốn theo đuổi cạnh tranh cùng Thiên Đế, nhưng bây giờ lại bị thân hình to lớn cao ngạo ấy áp chế định dùng đế quyền đuổi giết. Giống! Âm thanh áp lực đè nén vang vọng, khiến người ta sợ hãi. Sinh vật nguyên bản kia dần mơ hồ, dường như sắp tan biến hoàn toàn. Nhưng trong một khoảnh khắc lại bỗng phục sinh. Đó là tồn tại khủng bố, đi tới cuối con đường sao? Dù bị đánh cục, cũng có thể chống đỡ áp lực trở lại trong quá trình đại đạo tan vỡ trên ngã vĩnh hằng bất diệt. Điều này khiến người xem sợ mất mật cần phải biết vừa rồi đại đạo của hắn bị đứt đoạn bản thân đã quá hóa hư vô nhưng lại trở về như cũ chỉ trong nháy mắt thật là đáng sợ lúc này ánh mắt của vô số người đều đang chảy máu dù là cách vạn giới trận tranh đấu cách xa nhiều thế giới dường như còn bị dòng sông thời gian cách trở nhưng vẫn còn có thể tàn ra áp lực khủng bố đến như vậy khiến cho người người sợ hãi tất cả mọi người đều biết rõ đó là nhờ con căn cách còn chiến đấu chân chính ở rất xa xôi cách nhiều tầng thế giới bằng không thì tất cả những người thấy trận chiến vừa rồi đều phải chết trong lòng ai ai cũng rung động đó là do sau khi thiên đế lộ ra hình chiếu hiện ra dị tượng nên mọi người mới có thể chứng kiến nếu hắn cố ý che lấp thì không ai có thể thấy được trận chiến vừa rồi đó là một khu vực không rõ ràng đương nhiên không phải địa cầu ở tiểu âm gian mà là nơi vượt ra chư thiên là nơi sinh vật cấp bậc lộ tẫn tỏa trấn thậm chí đó là nơi khởi nguyên của hắn giống lại một tiếng gầm cuối cùng mọi người cũng thấy bộ dạng mơ hồ của sinh vật kia toàn thân được che kín bởi lông dài rậm rạp có thể cảm nhận được hắn rất to lớn vô cùng hung lệ sinh vật trí cao cấp bậc lộ tẫn lại đạo phía trước mình mồng mịt mù lại có tướng mạo như thế này sao? Tuy rằng rất mơ hồ, rất xa xôi, nhưng không ít sinh vật cấp bậc chân tiên vẫn hít vào một hơi khí lạnh, vì sinh vật cấp bậc lộ tẫn này không hề hiền hòa mà trông rất hung mãnh. Điều này hoàn toàn khác tưởng tượng của bọn hắn. Trong nhận thức của mọi người, sinh vật cấp lộ tẫn vĩnh hằng bất diệt đã vượt qua năm tháng, dù không có vẻ ngoài tiên phong đạo cốt thì cũng không đến mức tóc tai bù xù khắp người toàn lông đá như vậy. Hắn đã gặp vấn đề gì rất không bình thường. Cuối cùng thiên đế mang theo khí hỗn độn, mở ra cửa lớn, khiến toàn bộ trật tự quy tắc đại đạo chư thiên đồng cảm, cúi đầu thần phục, mang theo khí thế vô địch đánh tới. Thần hình kia kêu lên, sau đó nổ tung. Đôi mắt giản đùa vẩn đục của cầu hoang chảy lệ nóng. Nó vô cùng kích động, Máu huyết khô kiệt trong người như muốn sôi trào lên nó cảm giác như mình đang trở lại thời hoang cổ, nhìn thấy thiên đế năm đó một lần nữa. Thời đại ấy, nó và hắn cùng nhau vượt qua tất cả đại địch trên trời dưới đất. Phong thái thiên đế vẫn như trước, dù đây chỉ là một đạo niệm của hắn, nhưng vẫn bá đạo vô địch, cái thế tuyệt luân. Lồng ngực của cầu hoàng và xác thối đều phập phong, đang thở dốc. Thần hình vườn đổ tung kia gào rú, cải tạo lại từ trong vạn đạo, lại hiện ra chân thân quả nhìn là bất diệt nhưng một cách dưới cơn phẫn nộ của thiên đế thì nhất định phải diệt sạch triệt để bởi vì kẻ đó đã chạm đến điểm giới hạn của thiên đế dám tính toán quê hương của hắn động tay chân với nơi hắn sinh ra khiến vùng đất nơi hắn từng sống bị cuốn vào một vòng lặp thời gian luẩn quẩn không ngừng luân hồi lặp qua lặp lại hiển nhiên thân hình mơ hồ này có quá nhiều mưu độ đúng như đám người cựu đạo nhất sở phòng suy đoán sự tồn tại bí ẩn này cực kỳ hứng thú với tiểu âm gian nơi ra đời của hai vị thiên đế hắn muốn tái diễn lại hoàn cảnh này thường nuôi dưỡng xem có thể có hạt giống thiên đế nào xuất hiện nữa hay không sở phòng bột mực không trở về chính là vì lo ngại độc thủ đứng sau thôi diễn địa cầu kia sẽ mưu đồ làm loạn hiện tại một đám chấp niệm của thiên đế sống lại phát than màn trời bên ngoài địa cầu lần theo ký tức kia để đánh phá hàng rào thiên địa vượt qua phản giới cách trở tìm tới hắc thủ sau màn kia sở phòng đương nhiên rất vui mừng cao hứng diệt trừ được họa lớn này là hắn sẽ bớt đi một mối lo do đi bóng đen đang bao phủ trong lòng này đương nhiên sinh linh cấp lộ tẫn đã đoạn đại đạo không bước tiếp con đường phía trước mà bản thân nó vĩnh hằng bất diệt đứng ở vách núi phía trên đại đạo đã siêu thoát không thể xóa nhòa. Vì vậy, loại sinh vật này rất khó để có thể giết chết. Một người chứng kiến lúc hai cường giả đối chiến, thời gian tan vỡ, vùng đất siêu thoát nhiều thời đại kia dường như đã trải qua trăm triệu năm xa xưa. Thời gian không bình thường, không ngừng gột bọn họ, tạo cho người ta cảm giác lịch sử cổ xưa đứt gãy. Tồn tại ở cấp bậc này, phản đạo thành không, bản thân đã hơn hẳn đạo trật tự pháp tắc chẳng qua chỉ là bông hoa ven đường nở rộ rồi héo rũ bất luận dòng sông thời gian tẩy lễ cuối cùng tất cả cũng đều suy nhược chỉ có bản thân vĩnh hằng mới là chân thật dòng sông năm tháng cuộn trào hướng đến bên ngoài vĩnh hằng khiến cho vạn giới phát run dường như lúc nào cũng có thể vỡ nát một ngày này thiên đế quyền đổ vang đánh bại sinh vật kia thân hình to lớn cao ngạo dũng mãnh vô địch vượt qua tất cả những cản trở. Lại thêm một lần nữa, sinh vật kiên độ tung, thời gian rất lâu cũng không hiện ra trở lại. Trần Chính diễn chết một vị cường giả cấp lỗ tận ư, không có khả năng. Tất cả mọi người không thể tin được. Nếu như sinh linh cấp độ kia dễ giết như vậy, thì cũng không được tôn xưng là tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Quả nhiên là có điều khác thường. Chỉ trong một ý niệm, sinh vật kia lại hiện ra, dù mơ hồ nhưng rất kinh dị càng người mọc đầy lông lá trông như bột dã thú đầu người đáng sợ có điều hắn không tiếp tục công kích mà bản thân càng ngày càng suy nhược hơn nữa đang bị thiêu đốt có thể sắp phai mở đi hắn không phải là chân thân nhưng trải qua năm tháng dài đẳng đẵng đã khiến da của hắn mọc đầy lông dài rậm rạp cuối cùng mọi người thấy rõ đó là cái gì một miếng da lông hình người nhưng lại khó có thể tiêu diệt khó có thể giết chết tích lũy vĩnh hằng trong nhiều thời đại. Chuyện này thật đáng sợ, một miếng da mà thôi lại có thể thông linh, suy diễn luân hồi địa cầu, muốn đuổi cổ, quan sát quê hương thiên đế, thủ đoạn thông thiên. Trần thần của sinh vật này ở đâu? Vì là cương giả lộ tấn, không thể bước lên nên không thể thấy. Hay là hắn đã bị thương, bị người ta giết chết, chỉ còn lại một miếng da? Thiên đế quyền chấn động, đám da lông đó cuối cùng hóa đạo hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn không hồi phục. Thiên đế đứng ở nơi đó, từ con người bắn ra từng tia từng sợi ánh sáng, nghịch chuyển nhân quả, truy tìm chân thân của sinh vật kia. Có điều sinh vật cấp lộ tẫn, nếu cố ý ẩn nấp hoặc đã chân chính bị giết chết, chỉ để lại một miếng da thì thật khó có thể ngược dòng tìm hiểu. Nhật là đó cũng không phải là chân thân của thiên đế, đến cả một lớp da cũng không phải chẳng qua chỉ là một đạo niệm lưu lại, càng không hoàn chỉnh hơn. Sau đó không lâu, hắn từ nhiều thời đại trở về, nhìn địa cầu, nhìn quê hương nơi hắn ra đời, im lặng thật lâu không lên tiếng, cho đến cuối cùng mới xoay người, dứt khoát trở đi. Tiếp đó, hắn tan biến trong thiên địa, trở thành một đôi quyền ấn, lốm đà đốm đốm vung vãi trong trừ thiên. Hắn là dấu vết thiên thế quyền ấn để lại, lưu lại một ý niệm nhưng lúc này tan biến rồi. Cầu hoàng chảy đầy những giọt lệ nóng, lẩm bẩm nói, nhật định người vẫn còn sống, không phải hóa đạo. Đó không phải là lần cuối cùng trở về nhìn cố hương, ta tin tưởng ngày sau nhất định sẽ gặp lại ngươi. Đột nhiên một tiếng thở dài u lãnh truyền đến rất nhẹ nhàng, cũng rất vô tình. Lộ tẫn đã vĩnh viễn chết đi rồi à? Âm thanh vô tình kia vọng vang trong chư thiên, mọi thanh âm không cao, nhưng chấn nhiếp tất cả mọi người nơi đây. Thời gian vô cùng mông lung, mọi người thấy được một thân hình mà ở sau đường hắn lại xuất hiện một vùng đất cổ xưa, hùng vĩ mà bao la, đó chính là tế địa, chủ tế giả xuất hiện. Sao hắn có thể xuất hiện, sao lại tới đây? Chẳng phải có hiệp nghị, hắn có ước hẹn với sinh vật trí cao đứng sau ba kiện đế khí kia, cho trừ thiên một chút hy vọng sống. Hiện tại, hắn lại xuất hiện. Một đôi quyền ấn, tiểu đốt khí tức lộ tẫn, có chút thú vị, người đã triệt để chết rồi, hay là đã nhảy ra xào xong xong thời gian mà đi rồi hả? Chú Tết giả ở thời đại cực kỳ xa xôi, tự mình lẩm bẩm nói. Sau đó ánh mắt của hắn bắn ra tia sáng lạnh lùng nói tiếp. Không nghĩ không nhớ, chẳng những có thể ngăn cản sinh linh cấp độ lộ tẫn trở về. Thậm chí tất cả người canh giữ ngươi đều xóa đi không tiếp tục suy nghĩ đến ngươi thì người cũng sẽ chân chính chết đi thôi lời hắn vừa nói ra làm mọi người cảm thấy rung động nếu như trần thần lộ tẫn giả xảy ra bất trắc phải đến khi không có ai nghĩ không có ai nhớ không có ai đề cập đến hắn thì mới có thể trần chính chết đi sao ta do so đi khí thức của ngươi quyền ấn của ngươi cũng dám lưu lại giữa khoảng thiên địa này sao tật diệt Chu Tết giảm bờ miệng, cực kỳ cay nghiệt, sau đó hắn liền xuất chiều. Hắn muốn xóa bỏ mọi thứ về thiên đế. Đầu tiên là dấu vết vừa để lại, sau đó là chém bóng dáng hắn trong lòng mọi người, để chân chính không ai nghĩ, không ai nhớ, không ai còn đề cập tới thiên đế. Hắn mạnh mẽ bá đạo, tuy không xuất hiện ở dương gian, cách biệt vô tận thời không, dường như còn đậu phía trên trời xanh. Nhưng lúc hắn đưa tay ra, dòng sông thời gian dường như bị uốn nắn nghịch sửa nhân quả muốn mài chết thiên đế một người có thể còn sống nhưng cũng có thể đã chết có điều trong việc ngoài ý muốn lại có việc ngoài ý muốn khác kinh biến lại phát sinh một lần nữa đạo vận mơ hồ hiện lên đi thẳng tới vùng đất bí ẩn yên tĩnh một cây cầu xuất hiện tương truyền rất nhiều đế giả bước qua con đường này nhưng cuối cùng vẫn lạc dưới cầu đã chết đi Lúc này trong màn sương mù mịt, bên kia cây cầu cổ xưa phổ biến tịch mịch, đột nhiên lộ ra ánh sáng, áo trắng phấp phới, một bàn tay óng ánh từ trong tử vong sống lại, sau đó vùng tay vỗ về phía tế địa. Vượt qua thời không, cách lịch sử cổ xưa, nhưng bộ trưởng tuyệt thế vẫn đánh xuyên vĩnh hằng, lập tức bao trùm chủ tế giả. Cầu hoàng trù lên, đôi mắt sáng đuốc của nó trợn tròn, nó biết đó là ai chính là nữ đế. Nàng thực sự xuất hiện, đó là chân thân nàng sống lại rồi. Bàn tay tuyết trắng vô cùng óng ánh từ trong dòng sông thời gian phá ra, từ trong tử địa yên tĩnh siêu thoát bên ngoài trừ thiên đánh tới. Thoạt nhìn xinh đẹp nhỏ nhắn, nhưng uy lực khó lường, đạo vận cái thế vô song, lực đánh xuống, ngay cả sắc mặt chủ tế giả cũng thay đổi. Nữ đế đánh xuống một trường, trực tiếp bao trùm chủ tế giả, không còn bóng dáng ầm một tiếng giống như các loại đại đạo trong thiên thu vạn cổ cộng minh, toàn bộ gọt lên người của chủ tế giả kia. Vốn dĩ chủ tế giả đáng sợ vô cùng, bể nghệ phản thế, hành tổng bên ngoài chư thiên, nhìn xuống 33 tầng trời, siêu nhiên mà khủng khiếp. Lúc ánh mắt lướt qua vạn giới, giống như đang khai thiên tích địa, dưới bích đều bị ánh mắt đó cắt đứt, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt. Nhưng bây giờ, lại phịch một tiếng bay thẳng ra ngoài, bị một bàn tay đập trúng. Hắn rên lên một tiếng, thân thể càng thêm mơ hồ trở về trong tế địa. Chuyện này nằm ngoài sự liệu của hắn, vậy mà có người dám bất ngờ hạ thủ với hắn, hơn nữa còn làm một bàn tay rắn chắc đập lên trên thân xác hắn. Điều này không thể nói là không kinh người, ngay cả hắn cũng không tránh được như một bìa ngắm rách nát bị dính đòn mạnh. Nếu là người khác, đừng nói bị thương học máu gì đó, chị sợ sợ đã nổ tung tiêu tán vô hình thậm chí ngay cả thế giới tế địa của hắn cũng đều phải đổ tung theo hắn dường như không thể nào chống chọi nổi nói thế nào thì đây cũng là một kích tới từ nữ đế nhưng dù gì hắn cũng vẫn là sinh vật ngọn nguồn quỷ dị chân chính là tồn tại vô địch trong một tộc cuối đường trở thăng hoa nếu không thì dùng cách gì trở thành chủ tế giả của kỷ nguyên này hắn là sinh vật chủ trì đại thế thời đại. Trong quang hoa trực rỡ, trong vô tận vô lượng phi tiên quang vũ, bàn tay ông ánh cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu đại thế giới, rồi sau đó đánh vào bên ngoài trừ thế. Đường đế vô địch dường như vốn trực tiếp đập chết chủ thế giả. Điều này thực sự quá điên cuồng. Từ sau khi nào khôi phục, lựa chọn xuất chiêu, một câu cũng không nói, đi lên là gọt tồn tại không thể tưởng tượng trong thế địa. Bàn tay óng ánh có lực lượng cai thế vô song, vạn đạo cùng minh hóa thành phù văn hữu hình, Thành phục nơi xa. Theo trưởng ấn đánh ra, thời gian phản cổ đều bị khuấy đảo, đại bạo phát ở thế ngoại. May mà đây không phải là trong chư thiên, nếu không cái gì cũng không còn tồn tại. Mọi thứ đều sẽ bị đánh sập, đều phải biến mất sạch sẽ chủ tế giả ho trả máu có thể nhìn thấy hắn bị trường ấn bao trùm mấy lần hệt như một ác thú thiên tiên trả đạp tuy hùng lệ nhưng đã mất đi tiên cơ bị đánh chặt vật không chịu nổi đầu tóc rũ rượi trần huyết cấp độ tẫn bắn ra khắp nơi mọi người rung động quả thực không dám tưởng tượng lại có nữ tử như này đi lên đời gì cũng không đói trực tiếp muốn đánh chết tươi chủ tế giả Chuyện này thật sự làm cho người ta kinh hãi và kích động. Có thể nói là thô bạo bị lệ. Đại đạo mang hàng tỷ quân lôi đỉnh, quyết đoán và năng lệ. Một cái xuất thủ, bá khí kinh người. Tuy là một nữ tử, nhưng nàng lại trung động lòng người, phong hoạt tuyệt đại hơn những cường giả trong lịch sử cổ kia, lực công kích bùng độ. Cũng ngay vào lúc này, rất nhiều người lắc đầu mạnh như đang tỉnh lại từ trong một loại ác mộng nào đó bởi vì trước đây không lâu Bọn họ đã bị ăn mòn Bản thân lại không biết Đến tận lúc này khôi phục Phát hiện cả người đều là lông tơ trắng Kinh hồn mà bạt vía Vừa rồi mọi người Đều bị quỷ dị phóng xạ Tất cả đều chịu ảnh hưởng Chút nhớ nào đó trong lòng đang tiêu tan Trong nhánh mắt Khi chủ tế giả tiếp cận hiện thế Hắn đều có ảnh hưởng nào đó Đến toàn bộ thế giới và sinh linh chủ tế giả tương đối ác độc muốn cắt đứt đường lui của thiên đế lựa chọn lao đi vết tích của hắn từ trong thiên địa này khiến cho toàn bộ sinh linh các tộc trong chư thiên đều không nhớ không dung chủ tế giả muốn ma diệt bóng dáng thiên đế từ thế gian đây chắc chắn là việc vô cùng đáng sợ nếu như bản thân thiên đế thì không sao thì cũng thôi cho dù chủ tế giả trảm thiên táng địa diệt tín niệm chúng sinh cũng căn bản phụ dụng nhưng nếu như thiên đế có tổn hại, gần như tự cảnh, tại đạo bản thân sắp tắt, ở trong giây phút cực kỳ nguy hiểm, như vậy thủ đoạn này của chủ thế giả lại liền lộ ra âm độc vô cùng. Sinh vật cấp lộ tấn rất khó giết chết, dẫu có lịch ngàn kiếp vạn nạn, hồn phi phách tán cũng rất khó thật sự hoàn toàn tiêu vong. Chỉ cần còn có người tưởng niệm còn nhớ đến hắn, như vậy hắn vẫn có khả năng trở về. Thậm chí sau khi trải qua vạn cổ, dù đã trầm luân nhiều kỷ nguyên, hậu thế, nếu có người tạo ra văn bia ghi chép hắn, đọc thầm tên hắn, đều có thể sẽ dẫn hắn lần nữa hiện chiếu. Cho nên chủ thế giả không kiêng để xuất chiêu, muốn cho khả năng này xảy ra điều bất trắc, tạo thành quấy nhiễu ác liệt và nghiêm trọng cho thiên đế đã rơi vào trong tử cảnh, muốn cho hắn trần chính tiêu vong trong thời gian yên tĩnh dài dằng dặc không nhung không nhớ. Chẳng qua theo nữ đế hư hư thực thực xuất hiện, phá vỡ tiến trình này. Mọi người hoảng hốt, tinh thần ma diệt một loại ý nghĩa nào đó. tay áo tuyết trắng mở ra, nữ đế siêu thoát bên ngoài trừ thế, mông lung hiện chiếu, từ trong hương vô hồi phục lại. Bàn tay ông ánh kia quá khiếp người, đánh xuyên qua mọi ngăn trở. Đây là đại đối quyết bên ngoài trừ thế, có máu sinh linh cấp độ lộ tấn đang bay ra, vô cùng đáng sợ. Vậy mà có người dám cường thế bá đạo như vậy, động thủ với chủ thế giả, giết đào hắn, quả thực kinh thế hãi tục. Quan trọng nhất là, người này xuất thân từ trong chư thiên, đó là nữ đế trong truyền thuyết. Một màn này, tất cả mọi người nhìn mà cảm xúc trào dâng Đã bao nhiêu năm, đặc biệt là đương thời, các tộc không ai không bị sinh vật bất thường uy hiếp, sẽ đi đến ngày tận thế, nghẹn khuất mà lại kinh hồn tán đảm nhưng mà không thể làm gì. Hiện tại, có người cường thế như vậy, nói đánh là đánh, nói giết là phải đi giết. Tuy là một nữ tử, nhưng lại bá khí vô biên, đánh giết qua. Điều này khiến mọi người cảm xúc sục sôi, nhiệt huyết sôi trào. Tuy tự biết căn bản không thể so sánh với sinh vật cấp bậc kia, nhưng vẫn vô cùng kích động, muốn thét giải lên. Đánh tốt lắm, đập chết tôn tử kia đi. Cầu hoàng áo áo hô hào. Xác thối tâm trạng phập phẩm Cảm thấy khó tin Nữ tử kia thế mà hôm nay về rồi Thật sự là nàng hoàn hảo Khỏe mạnh ư Phải biết rằng chiến dịch năm đó Xảy ra quá nhiều biến cố Cường thế nhưng nữ tử phong hoa tuyệt đại này Dù là công tham thảo quá Cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn Cuối cùng Nếu không phải tình thế bắt đắc dĩ Bị tình hình bức bách Nàng cần gì một mình cô độc lên đường đi đến cổ kiều tưởng chừng như thập tử vô sinh. Hôm nay năng cường thế khôi phục, còn sống đi ra từ trong tuyệt địa mênh mông vô cương. Từ xưa đến nay, không biết đã có bao nhiêu cường giả vô thượng, nhân vật số một số hai thuộc về từng kỷ nguyên đi lên từ kiều kia, kết quả đều thất bại. Hố chôn ngang hàng với địa phủ hồn hà cũng chỉ là một cái hố đất hơi lớn trước từ kiều này phía sau còn có khu vực đáng sợ hơn. Rất nhiều người đều cho rằng nữ đây đã chết trên con đường cổ kiểu, rời xuống hố sâu hoặc vực tuyệt nào đó. Hôm nay, nàng làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ. Cường thế còn sống tái hiện. Chủ tế giả nổi giận. Cường thế như hắn, bảo nhiều kỷ nguyên vô địch trên trời dưới đất. Hôm nay thế mà bị người ta bạt tay, đánh loạn choạng bay ngược ra, chân huyết vẳng khắp nơi sau khi mất đi tiên cơ ở thế giới bị động hắn quả thực từng bước bước sai chân thần đều bị đánh xuyên qua mấy lần nếu không phải sinh linh cấp bậc lộ tẫn vĩnh hằng bất diệt thì hắn thật sự đã nguy hiểm hơi yếu tí là có thể bị giết chết ầm một tiếng chủ tế giả lại bị đánh bay lần nữa thân thể lại bị bàn tay óng ánh bao trùm nổ ra vết nứt tóc tai bù xù cả người đầy máu đủ rồi Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phát sáng, kéo theo thế địa sau lưng đều rõ ràng lên mấy phần, dường như đang gần sát chư thiên, muốn sắp hiện thế. Khi tức cường đại khuấy động, bầu trời chư thiên phản giới, thế mà bắt đầu trả nứt, giống như buôn diệt thế, sắp bị một con quái vật khổng lồ hung lệ chấn cổ chống nổ, sắp sụp đổ đến nơi. Chuyện này thực sự trợn người, theo chủ tế giả tới gần, từng tiết từng sợi khí tức cũng đủ để hủy diệt chư thế. Ngay cả thời gian cũng không vững chắc, không liên tục nữa. Toàn bộ lịch sử cổ đều dường như muốn thành hư không, quy về hư vô. May mắn duy nhất là hắn cách chư thiên vạn giới thật sự quá xa xôi. Trần thần của hắn muốn ngay lập tức tới đây rất không dễ, có độ khó tương đối. Trả lời hắn là một cách ác liệt của nữ đế, hóa quang vũ, hóa đại đạo, hóa thời gian cổ kim, diễn dịch lực lượng chí cao trung cực, đồng thời ngón tay như kiếm đâm về phía trước. Một kích này không phải tấn công chủ tế giả, giống như đâm thủng bọt nước, đánh vào trên tế địa, khiến khu vực đặc biệt đó nổ tung một mảng lớn, sắp hủy diệt. Đây chính là tai phả. Mạnh như chủ tế giả cũng biến sắc, trong lòng chấn động kịch liệt, bất tình linh quay đầu nhanh chóng bảo vệ vùng tế địa cổ xưa này, sợ xảy ra điều bất trắc dù vậy sắc mặt hắn cũng thoáng trắng bệch bởi vì hắn cảm nhận được luồng khí tức uy nghiêm tuyên cổ bất biến giống như con người lẩm bẩm thì thầm lại như thú gạo yếu ớt làm cho hắn cũng nổi thêm một tầng da gà sau lưng hắn ở chỗ sâu của khu vực xa xôi có linh vị đang lay động đang run rẩy sắp ngã xuống hắn điều bản thân bị thương tổn lấy đại đạo phù thượng của mình bao phủ nơi đây bảo vệ đám linh vị miễn cưỡng bị một kích của nữ đế đánh trúng. Phịch một tiếng, hắn và tế địa đều nhanh chóng lùi lại, đi xa, tự mình há miệng phun một miệng hộc máu. Hơn nữa, còn không ngừng kho ra chân huyết. Không ngờ tới, người đi lên tuyệt lộ, đạp từ kiều mà đi, lại còn có thể còn sống, để cho người đến trong lĩnh vực lộ tấn, mạnh đến mức như thế. Chủ tế giả gào thét, trong mắt lộ ra hung quang. Ánh mắt của hắn tách trời bầu trời vạn giới Nhìn thẳng bờ bên kia của tử kiều thần bí Thế nhưng không ai có thể nhìn xuyên qua nơi đó Gần tử kiều là hố chôn Đã đủ làm kiếp sợ tâm hồn người ta Mà nó tương đối mà nói Vẫn chỉ có như một hố đất lớn dưới cầu Bờ bên kia cầu Căn bản không thể ước đoán Tàng nghĩ Cho dù gây trở thành tiền đế cấp độ tấn E rằng cũng vĩnh viễn không về được Ít nhất không cách nào sống sót trở về cầu đó không có đường lui chủ tế giả cười khẩy liên tục sương lớn tràn ngập giữa mơ hồ một cây cầu xuất hiện không có điểm cuối không thấy phần cuối bờ bên kia như đang chui vào cuối cùng của bầu trời mênh mông vô biên nơi đó là tử địa là ách thổ của tuyệt vọng không có sinh linh sống cho dù thật sự có sinh linh sống đến nơi đó cũng khó có thể trở lại giữa mơ hồ có thể nhìn thấy có một bóng dáng áo trắng ở bờ bên kia đang bế tử quan ở phần cuối tử kiều tấn công vừa rồi nàng chỉ động một tay nơi đó hình như có tình hình gì đó người vĩnh viễn không thể quay đầu lại càng đừng nói đến chuyện giết tới trước mặt ta chủ tế giả lạnh lẽo nói không hề nghi ngờ hắn đây là đã lật bàn trước đó hắn có ước định với chủ nhân sau lưng bà bón đế khí cho trừ thiên chút hy vọng sống. Hiện tại, hắn dường như không suy xét nữa. Chân thần hắn chuyển động lần nữa, muốn tới gần hiện thế. Nhưng ngay lúc chủ thế giả bá đạo nhằm vào, hờ hững cất tiếng, được để ao trong lần nữa chuyển động. Mọi người đã nhìn thấy cái gì? Phô tận quang vũ phiêu tán rơi rụng. Nàng đang phi tiên, đứng đờ lửng trên không, vượt qua tử kiều, đánh giết về phía chủ thế giả. Không thể nào, Thế ngoại mênh mông Sinh vật cấp độ tẫn kinh hô Chủ thế giả khó mà tin Nữ tử áo trắng kéo theo vĩ lực vô tận Bên cạnh nàng càng là quang vũ vô biên Nàng giống như là nhảy lên Thăng hoa ở cuối đường Muốn tấn công tới hiện thế Nhìn nàng tuyệt đại phong thái Vậy mà muốn đi đánh giết chủ thế giả Nữ đệ áo trắng phong thái tuyệt thế Xuyên qua sương bộ Một bước bước ra Đúng là vượt qua chư thiên vạn giới hệt như thiên tử cưỡi sóng mà đi, nhắm thẳng tới đại địch. Nàng muốn giết chủ tế giả. Từ giờ đến nay, có mấy người dám như thế, có thể làm được một bước này. Tuy là một nữ tử, nhưng nàng lại cường thế tới cực điểm. Dù đã đối mặt với sinh vật trí cao đầu nguồn quỷ dị, nàng vẫn xuất kích bể nghệ trừ thiệt. Lịch sử cổ như vực sâu, kiện nguyên này đến kỷ nguyên khác qua đi không có gì ngoài người kia độc đoán vạn cổ, quét ngang tất cả kẻ địch trong miệng cửu đạo nhất, cùng với thời đại hoàng kim, tàm tiền đế, hậu thế, cao chót vót. Thế gian này trung quy, vẫn bị bóng tối bao phủ như bình thổ lạnh băng. Đồng quân bất tường như bay đen to lớn vô biên, bao phủ trên chư thiên, xuyên qua lịch sử cổ, làm thủy tổ các tộc đều run rẩy cổ kim hưng suy đều trong một ý niệm của bọn chúng lại có mấy người có thể chống lại dám phá vỡ hắc ám. Sinh linh cấp lộ tấn của tế địa quả thực không cách nào chiến thắng. Toàn bộ lịch sử cổ đều bị che đậy dưới bóng ma của bọn họ. Hiện tại, một nữ tử trực tiếp động thủ, không nói câu nào, lập tức khai sát. Nàng quyết đoán hạ thủ với sinh vật cấp độ tẫn đồng quân quỷ dị. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm huyết kích động, kích động và phấn chấn không thôi. Thế nhiều người đều không nhịn được gào thét và la hét bóng ma bất tường bao phủ trên bầu trời lịch sử che phủ trên đỉnh đầu các tộc cũng không biết bao nhiêu kỷ nguyên bây giờ có một vị nữ đấy muốn xé rách một góc trong đó sao người dám chủ tế giả gầm nhẹ ngay cả hắn cũng vô cùng hoảng sợ người bước vào tử kiều căn bản không thể trở lại nữ tử kiên làm sao làm được cho dù nàng nghịch chuyển thời gian cũng không được khó có đường quay đầu. Nhưng tình huống thực tế lại là, bóng dáng ấy đạp trên thời gian hồng hoang của lịch sử, cường đại vô địch, đạp gió trẻ sóng, nhánh mắt giết tới. Tay áo phấp phới, Nước đê bước qua vạn giới, xuôi theo dòng sông thời gian, quần lầm bên ngoài tế địa. Khi tức cường đại bạo phát, làm cầu điểm mơ hồ này run rẩy kịch liệt không thôi. Âm! Uhm. Chủ tế giản nhanh chóng phản kích, nơi này là tế địa, tuyệt đối không cho phép có mất mát. Hắn sợ nếu nữ đế quả thực giết đến thì sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ có mà vãn hồi. Chỉ trong thoáng chốc, hàng tỷ phụ văn chiếu trọt, hóa thành đại dương mênh mông, sau đó lại tiêu đốt, nở rộ bên ngoài tế địa, giống như con đại vũ trụ bị hiến tế, đốt cháy, bao phủ chiến trường giữa hai người. Đây là một trận đại chiến có mà tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, đạo âm vang vọng trừ thiên chủ tế giả tụng kinh ngồi xếp bằng trước tế địa cho dù làm hắn có hại thậm chí bỏ ra trại giới đáng sợ hắn cũng muốn bảo đảm tế địa không hư hao đồng thời hắn cảm thấy chính mình đã bất cẩn cái sớm mang theo tế địa tới gần hiện thế kết quả bây giờ ngược lại bó tay bó chân chỉ là hắn quả thực cảm thấy có phần khó tin mảnh cựu địa bị bóng ma của bọn họ bao phủ này thế mà lần nữa ra đời sinh vật cấp độ tấn hơn nữa lại là một nữ tử tuyệt diễm vượt qua từ kiều trở về chủ tế giả tụng kinh vô số phụ văn nở rộ mình bồng khó lượng siêu việt trừ thiền tình đấu nhiều vô số kể vô cùng vô tận ngay cả lấy đại vũ trụ so sánh với nó cũng yếu ớt như đòm đóm với ánh trăng không đủ để đánh động đủ loại pháp tắc đủ loại thần thông diệu thuật cổ kim từng sinh ra tất cả đều bị một mình hắn nháy mắt thi triển ra mỗi một phủ văn đều là một loại đạo lực sát thương kinh người trung chuyển cổ kim tương lai sinh vật cấp độ tấn đã sống quá lâu dài ngay cả chính hắn cũng không biết số tuổi quả thực cổ xưa đến dọa người nhiều thời đại trôi qua như vậy hắn cũng không biết đã chứng kiến bao nhiêu anh hào quật khởi bao nhiêu cự phách ảm đạm kết thúc bao nhiêu đám thần chủ và đại ma quán tuyệt một thời đại vẫn lạc cho nên cường giả cấp lộ tẫn đã tích lũy vô số huyền công diệu pháp nắm giữ lực lượng lớn tiên công bí pháp qua đủ con đường các loại đại đạo hiện tại chủ tế giả thi triển ra các loại pháp các loại đại đạo trong thời gian quá khứ dài đằng đẵng hắn từng chứng kiến hết thảy đều ở nơi này vào lúc đại bạo phát trong nháy mắt đảo ngược thời gian tiếp đó lại nghịch sử phương hướng đây là một loại đạo nào đó trong đó chủ tế giả phân ra một thân thể trực tiếp ngược dòng dòng sông thời gian muốn đi đánh giết nữ đế kỳ ấu điên đáng tiếc hắn thất bại nữ từ áo trắng nhẹ rơi đôi tay trắng nõn giống như một thành đế kiếm mát lạnh xét có bầu trời lịch sử cắt đứt dòng sông hồng quang làm cho chủ tế giả ngược dòng thời gian mà lên ấn đường nứt ra không ngừng chảy máu đồng thời tuyến thời gian đó cũng bị cắt đứt đương nhiên tuyến thời gian ngược dòng chỉ là một loại trong vô số kinh văn công kích của chủ tế giả mà thôi. Trong khoảng thời gian điện quang hỏa thạch, kẻ hở vượt qua thời gian có thể tính toán, hắn còn có hàng ngàn, hàng vạn lần công kích. Ví dụ như trần thần hắn ngồi xếp bằng trong tế địa đang gảy một sợi dây. Đó là sợi dây vận mệnh, cấp độ liên quan đến cực cao, cực kỳ kinh người. Ngay cả đám cửu đạo nhất, cầu hoàng cách xa thời không lúc này cũng linh hồn run, run run, cảm giác nhân sinh đều phải bị điều khiển. tuy mạnh như tiên phương, đều đầu óc trống rỗng, dường như đã trải qua cái chết vĩnh viễn. đây vẫn là kết quả không ở trong chiến trường, rời xa nơi thị phi. nếu tới gần, thậm chí liếc nhìn, phòng chừng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. nữ đế ánh mắt rực rỡ, liếc mắt nhìn qua, giống như là đã thương hải tăng điển, xem hết nhân gian phản vật duyệt hết vận mệnh trập trùng. Một kích này, bản thân chủ tế giả hoàng sợ ngược, sợi dây vận mệnh gãy không được. Hắn vô cùng sợ hãi, cảm giác như sắp bị phản phệ, có khả năng sẽ bị xoay ngược khống chế vận mệnh. Tăng! Sợi dây vận mệnh đứt lìa, ngón tay hắn chảy máu, bản thân kêu lên đau đớn. Mà đây cũng là một loại đại đạo trong ngàn vạn đần công sát. Tiếng tí tách vang lên, lục ngón tay chủ thế giả chảy máu lại truyền ra âm rung tiếp đó vô số phù văn nở rộ một loại công kích trong đó vô thanh vô tức ăn mòn nữ đế đó là lực nhân quả máu của chủ tế giả chảy xuống cũng không phải là chảy vô ích thẩm thấu vào trong nhân quả nhằm vào nữ tử áo trắng có thể tưởng tượng được lực công kích của chủ tế giả nghịch thiên cưỡng nào tuy tiện một loại thuật một loại đạo đều là tuyệt học vang dội cổ kim. Cường giả trong nhân thế nắm giữ một loại là có thể hoành hành, ngạo mạn hơn nửa kỷ nguyên. Mà bây giờ chủ thế giả hạ bút thành văn, tùy ý thi triển, thực sự rất nhiều. Sau khi tổ hợp lại, quả thực làm người ta khó mà tưởng tượng. Chủ yếu là, chủ thế giả đã chứng kiến sinh linh ngút trời của vô số thời đại. Dù đàn loại sinh vật cấp ma tổ, đạo tổ, trong mắt cường giả cấp lộ tẫn cũng chỉ là sinh bệnh khách qua đường là một đoạn hồi ức đều là mây khói lướt qua so sánh với cơn giả vô địch cấp lộ tấn đám ma tổ đạo tổ tuyệt thế khó mà lật trời một khi bị đề mắt tới con đường của bọn họ cũng chỉ lộ ra vẻ hơi kinh diễm đáng giá tham chiếu và tham khảo mà thôi trong năm tháng thọ nguyên dài đẳng Đẵng và xa xăm của chủ tế giả những thứ này đều chỉ là trong từng đoạn nhạc đệm nhỏ ghi lại những pháp và đạo kia về phần những người đó chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên sợi tóc của nữ đế quét qua hư không từng sợi óng ánh cắt đứt vô số nhân quả xây xích các loại đại đạo càng đã nháy mắt đứt đoạn nổ tung ở nơi đó giống như tinh hải hủy diệt lại như cổ kim sụp đổ trong quá trình này nữ đế vẫn không có một câu một lời càng không thi triển ra thần thông diệu thuật phức tạp và trói lọi như chủ thế giả nàng chỉ có một trường đánh về phía trước. Sắc mặt chủ tế giả thay đổi. Đến cấp độ này, công kích càng nhìn như đơn giản, càng làm hắn kiêng rẻ hơn. Bởi vì cấp bậc này vứt bỏ cái khác. Truyền chú chân ngã một ý, mặc cho chư thế vô lượng kỷ nguyên trôi qua, duy ta chân thần như một, trường cố bất diệt. Loại chuyên chú này của nữ đế, loại công kích đơn giản đến cực điểm này, ẩn chứa vô số đạo, vô tận vĩ lực đều sớm đã cắm rễ trong huyết nhục tạng phủ gân cốt của bản thân. Đối với nàng, đại đạo gì đó, thần thông cái thế gì đó, tất cả đều một trưởng đánh diệt. Âm âm! Nữ đế đánh tới, muốn vào tế địa, trường ấn đập bay tất cả, đánh xuyên qua ngăn trở, làm tế địa đều đang rạn nứt, xuất hiện khe hở màu đen đáng sợ, đồng thời giữa dây bích, đang chảy máu.